Cách để trả lời câu hỏi anh thích em ở điểm nào? Những lời khen thường xuyên sẽ giúp mối quan hệ của bạn tiến triển và bền chặt. Sự hấp dẫn lẫn nhau là khởi đầu của tình yêu. Tuy nhiên, cần phải nỗ lực để duy trì một mối quan hệ lâu dài. Nếu bạn muốn học cách để đưa ra những lời khen khéo léo dành cho cô gái của mình, bạn có thể tìm hiểu những điều nên nói và cách để diễn đạt. Phần 1. Biết những điều mà bạn nên nói. 1. Khen ngợi vẻ bề ngoài của nàng, tuy nhiên cần nói nhiều hơn thế các chàng trai thường được cho là hời hợt nếu bạn nghĩ người yêu của mình có một thân hình quyến rũ điều đó thật tuyệt vời tuy nhiên không nên xem đây là điều đầu tiên hoặc điều quan trọng nhất mà bạn nghĩ đến khi cô ấy hỏi bạn thử nói về những điều mà bạn để ý ngay lập tức sau đó chuyển sang nói về tính cách của cô ấy điểm đầu tiên mà anh để ý ở em chính là đôi mắt nhưng anh thích em vì tính cách hài hước của em anh yêu cái cách em làm cho anh cười khi bạn khen ngợi vẻ bề ngoài của người yêu đừng nói về các bộ phận trên cơ thể chẳng hạn như kích cỡ vốn liếng của nàng. Thay vào đó, hãy nói, em thật xinh đẹp khi mặc bộ váy đó, hoặc anh thích dáng em khi khiêu vũ. Hãy dành tặng lời khen cho phong cách thời trang mà cô ấy chọn. Tránh lúc nào cũng sử dụng những từ ngữ thô tục, không nên dùng từ lóng để nói về các bộ phận cơ thể. Như thế không có gì là vui và đó không phải là lời khen ngợi. 2. Tán dương tính cách của nàng Người yêu của bạn muốn biết vì sao bạn thích cô ấy chứ không phải vì sao bạn bị nàng thu hút. Điều đó nghĩa là bạn cần đi xa hơn về vẻ bề ngoài và dành tặng cho người yêu hay cô gái mà bạn thích lời khen về nét đẹp bên trong con người họ. Dưới đây là một vài gợi ý. Anh thích cách em giải quyết những tình huống khó khăn một cách bình tĩnh. Anh thích cách em quan tâm động vật và luôn vui vẻ. Anh thích sự đam mê của em dành cho âm nhạc. Anh thích em là một người chị tuyệt vời, mười con gái giỏi giang của gia đình. Anh thích em luôn sẵn sàng có mặt khi mọi người cần giúp đỡ. 3. Khen nàng thông minh nếu bạn bị hấp dẫn bởi sự thông minh của cô ấy, hãy luôn dành lời khen cho điều đó, ca ngợi sự tài giỏi và năng lực của cô gái mà bạn yêu. Anh thích em vì em quan tâm đến môi trường và những việc làm ý nghĩa của em. Anh thích em vì em là một học sinh giỏi và cố gắng thi đỗ vào một trường đại học uy tín. Anh thích em vì em có kiến thức và hiểu biết về nhiều lĩnh vực khác nhau. Anh thích em vì em quan tâm đến chính trị và mong muốn tạo ra sự khác biệt. 4. Ca ngợi kỹ năng hoặc tài năng của nàng bạn bị thu hút bởi bản lĩnh nào của cô ấy, bạn thích khả năng hay tài năng nào của nàng? ai cũng muốn nhận được những lời khen cụ thể và đặc biệt như sau: anh thích em vì em làm việc chăm chỉ, anh thật sự tôn trọng điều đó. bánh em làm rất ngon, anh yêu tài nướng bánh của em. anh thích em vì em hài hước, đi chơi với em thật dễ chịu bởi vì em luôn giúp anh cười vui vẻ. anh yêu tất cả sự thích của em, em thật tài năng và dùng thời gian rảnh theo cách quá thông minh. nam nói về cảm giác của bạn dành cho cô ấy. Những lời khen luôn chân thành và đáng quý hơn nếu chúng được kết nối với cảm xúc của bạn cũng như cảm nghĩ cá nhân và mối quan hệ tình cảm. Lời khen đó sẽ quý giá hơn nhiều so với một lời khen mà bạn có thể dành cho bất cứ ai. Anh thích em rất nhiều, anh phát cuồng vì em. Anh thích em vì em thật quyến rũ. Anh thích cách em làm anh cười. Anh thích khi chúng ta dành thời gian bên nhau mà không làm gì cả và nó vẫn thật thú vị. 6. Nói lời khen cụ thể những câu khen ngợi không nên có giọng điệu như thế bạn sưu tầm chúng trên mạng, để khen chân thành, bạn cần nói với nàng thật cụ thể và sử dụng nhiều chi tiết để lời khen thật sự có ý nghĩa. Làm thế nào để khen cô gái của bạn, hãy khen người mà bạn yêu. Thay vì nói anh thích thân hình của em, hãy nói, anh thích dáng em đi bộ và di chuyển. Khi chúng mình đang đi dạo trong công viên mà có gió mát, anh thích cách em vén tóc ra sau và rồi mình tiếp tục đi dạo khi em đang vén tóc. Thay vì nói anh thích cá tính của em. Hãy nói, anh thích những lúc anh để ý khi em đang bực bội về một điều gì đó. Mà ai đó nói, rồi em đứng ngồi không yên, em im lặng và liếc nhìn anh. Anh cảm thấy chúng ta thật sự gần gũi khi em làm vậy. Thay vì nói, anh thích tính cách hài hước của em, hãy nói đùa với nàng để chia sẻ sự hóm hỉnh của nàng. Bạn có thể thử nói, anh thích cách em ăn bơ đậu phộng trong hũ khi em nghĩ là không ai nhìn thấy. Điều đó thật sự làm anh thích thú hay chuyện gì đó khác sẽ làm cho nàng cười vui vẻ bảy chỉ cần nói sự thật các cô gái không tìm kiếm điều gì khác ngoài sự thật khi họ hỏi bạn câu hỏi này nếu bạn thích một cô gái bởi vì nàng làm cho bạn cười vui vẻ hãy nói với nàng điều đó nếu bạn thích cô ấy bởi vì đôi chân gợi cảm hãy nói cho nàng biết nếu yêu thích ai đó hãy thể hiện sự tôn trọng họ bằng cách nói với họ điều mà bạn thích ở họ một cách chân thành và cụ thể đó không phải là một bài kiểm tra để bạn vượt qua mà đó nên là một câu hỏi thật lòng và cơ hội để trở nên thân thiết hơn. Phần 2. Biết cách để diễn đạt lời khen một Dành lời khen cho nàng dù không được hỏi Nếu ai đó hỏi bạn câu hỏi này thì khả năng là bởi vì bạn chưa đủ tự giác dành tặng cho họ những lời khen hoặc bạn có cách diễn đạt lời khen không phù hợp. Bạn không nên khen ai bởi vì bạn đang gặp vấn đề hoặc bạn được yêu cầu phải nói vậy. Hãy dành lời khen cho cô ấy chỉ vì bạn thích thế. Khi nào là lúc thích hợp nhất để khen nàng? Bất cứ khi nào. Nếu một cuộc trò chuyện có vẻ hơi chán và bạn không thể nghĩ ra điều gì để nói thì một lời khen thông minh luôn được nàng đánh giá cao. Nếu bạn chỉ khen ai đó như một cách để xin lỗi, bạn cần có thói quen diễn đạt nhiều cảm xúc hơn trong tình yêu, hãy suy nghĩ đến cảm giác của cô ấy nhiều hơn. 2. Thường xuyên khen nàng, tuy nhiên nên có chừng mực. Một hai lời khen trong tuần sẽ có ý nghĩa, nhưng nếu bạn cứ nói về việc nàng quan trọng với bạn nhiều như thế nào và bạn thích tất cả những điều nhỏ nhặt của nàng thì dường như bạn đang trở thành một kẻ phiền phức chứ không phải là một người bạn trai. Một lời khen đúng lúc sẽ có giá trị hơn nhiều so với việc khen ngợi quá mức. Theo kinh nghiệm thì bạn nên đợi đến khi nàng có vẻ như đang cần được khen ngợi, tuy nhiên chỉ nên thỉnh thoảng dành thêm một lời khen cho nàng. 3. Khen nàng ngay lúc này, cách tốt nhất để dành tặng một lời khen là giả vờ như bạn chỉ vừa để ý một điểm gì đó. Bạn chợt nảy ra ý muốn khen nàng và nói ra điều đó trước khi kịp suy nghĩ kỹ. Nếu nàng làm việc mà bạn thích, hãy khen nàng. Nếu bạn chợt nghĩ, "Trời ơi, hôm nay mình yêu đôi mắt của cô ấy quá." thì hãy khen đôi mắt đẹp đó, không có gì quý hơn thời điểm hiện tại. 4. Gửi tặng lời khen khi bạn không có ở bên cạnh cô ấy. Một lời khen bất ngờ sẽ là một món quà tuyệt vời trong ngày dành cho nàng. Tất nhiên, có khả năng bạn sẽ làm quá trớn và rồi bắt đầu cảm thấy ngớ ngẩn. Tuy nhiên, một vài lời khen ngẫu nhiên sẽ là một cách hoàn hảo để nàng biết rằng bạn quan tâm nàng. Gửi tin nhắn khen ngợi nàng vào buổi trưa. Để lại mảnh giấy có viết những lời khen trên tủ làm việc của nàng hoặc trên tủ lạnh ở nhà. Nếu bạn đang sử dụng máy tính, hãy mở ứng dụng trò chuyện. Nhắc nhở bạn gửi đến nàng một lời khen ngẫu nhiên trong ngày. Điều này thật sự có ý nghĩa với nàng. 5. Kết hợp nhiều lời khen khác nhau. Nếu bạn cứ mãi nói với nàng rằng vòng ba của nàng mặc quần jean rất đẹp, thì điều này rồi sẽ không còn ý nghĩa nữa. Cũng giống như bạn sẽ không muốn ăn cùng một ổ bánh mì mỗi ngày trong năm tới. Bạn sẽ không muốn nói về cùng một nội dung suốt 50 lần trong một tháng, nhất là với cô gái của bạn. Vì thế hãy tạo ra sự mới mẻ, hãy khen điều gì đó hoàn toàn khác biệt và để bản thân yêu thích những điều khác mỗi khi hai bạn ở bên nhau. Việc này sẽ giúp tình yêu của hai bạn bền chặt hơn. Lời khuyên, thỉnh thoảng cố gắng luyện tập khi bạn ở một mình. Như vậy khi cô ấy hỏi Bạn sẽ không quá bất ngờ và không nói lắp Luôn nhìn vào mắt cô ấy khi bạn trả lời câu hỏi Hãy chân thành Các cô gái cũng như các chàng trai Luôn có một trái tim chân thành Hãy hỏi lại cô ấy Tất nhiên là sau khi bạn đã trả lời câu hỏi này Có thể nàng chỉ cố tình hỏi câu đó Để tạo cơ hội cho bạn hỏi lại nàng Em thích anh ở điểm nào Nghĩ về lý do vì sao lúc đầu bạn hẹn hò với nàng Đó có phải là vì tính cách hài hước của nàng không hoặc đó có thể là vì nàng có sức hút nhiều bạn bè chuẩn bị trước biết đâu ngày mai nàng sẽ hỏi bạn và bạn không biết nên trả lời thế nào bạn sẽ không muốn điều đó xảy ra đâu cảnh báo có thể nàng sẽ hỏi vì sao bạn thích đôi mắt hay gương mặt hay mái tóc của nàng đó là lý do bạn cần chuẩn bị trước